Anh Thành ở bên Indo gọi về. Alo, em nghe nè anh. Dạ, em mới đưa thằng Hải đi mua laptop với điện thoại về. Em có nói với con Bảy là dọn cho nó một phòng, để khi mà nó qua ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi luôn. Dạ, em cũng chưa nói chuyện với cô qua. Nhưng mà em thấy thằng Hải cũng đã lớn rồi, quyền quyết định là của nó chứ. Dạ, anh ở bển giữ gìn sức khỏe nha. Thằng Thành nó điện hỏi chuyện nhà em. Thì hỏi chuyện của thằng Hải với con Hoa đó. Bây giờ con Hoa nó đã trở về rồi. Anh thấy thằng Thành á, nó còn nặng tình với con Hoa. Sao em không ly dị nó đi mà phải chịu đựng, còn chăm sóc cho thằng con rơi đó nữa. Nó trở về thì em sẽ không bao giờ ly dị. Em cũng không để cho tụi nó có cơ hội tới với nhau đâu. Còn cái thằng con riêng đó, anh không nghe câu ghét cho ngọt cho bùi hả? Em tính làm cái gì đó? Em sẽ không để cho nó hơn con của em và có quyền thừa kế tài sản. Dì với mẹ con cũng là chỗ thân thiết với nhau. Con nể mặt dì, bỏ qua cho hai đứa nó nha. Mình, xin lỗi bạn đi con. Tôi xin lỗi, ngày mốt tôi không làm gì nữa đâu. Bạn bỏ qua cho tôi với lại anh hai nha. Mày á, bỏ qua cho thằng Minh đi. Coi như mấy chuyện đó giờ sẽ xóa hết. Tiền này tao đãi. Ok. Coi như con nể tình dì Bích, tha cho hai thằng đó. Vậy thì từ giờ trở đi á, con cho thằng Hải chơi chung với con nha. Thôi dì ơi, tụi nó với con á tần số khác nhau, không chơi chung được đâu dì. Sao mà không được? Con chưa tiếp xúc nhiều với nó nên con chưa biết thôi. Tại ai biểu mấy chồng tao hoài, tao tức quá mới nói vậy thôi. Bây giờ hả, tao cũng không còn là thằng Hải bán chè xưa nữa, đủ đẳng cấp làm bạn với mày rồi chứ. Ok, vậy thì xí xóa hết, để làm bạn coi hợp nhau như thế nào. Vô. Gì? Uống bia hả? Chứ không lẽ uống nước ngọt. Mày nghĩ mày còn nhỏ hả? Muốn làm bạn với tao á thì mày ra dáng người lớn một chút đi. Còn không á thì mày về mày uống nước ngọt với mẹ mày đi, đừng có chơi chung với tao. Sao? Uống không? Uống uống, sợ gì? Uống đi mày. Nhắm uống nổi không? Uống không được về chơi với mẹ đi mày. Đó. Hết đó. Đó, con thấy chưa? Thằng Hải đâu có nhà quê đâu. Ừ. Mẹ ơi, ừ? Con có cần uống bia không? Mày không uống bia á thì không phải là bạn của tao. Nhưng tôi không có uống được. Con, thằng Minh nó bệnh, sức khỏe nó yếu, nó không uống được đâu. Coi như thằng Hải là anh nó, đại diện uống được rồi. Ok, vậy cũng được. Vậy tôi uống nước ngọt nha. Dì cũng uống với mấy đứa một ly, chúc mừng tình bạn nha. Vô. Ê, rót bia đi chứ bạn. Thôi, được rồi, tao không uống nữa đâu. Đâu có được, về mẹ tao chửi nữa. Đã là bạn của tao á thì phải biết uống bia, uống rượu.
bữa nay là ngày vui mà. Uống đi mày. Mình còn cứ uống thoải mái, đừng có lo nha con. Dạ. Con cứ uống đi. Vô. Vậy. Uống đi con. Chấm phần chấm nha mày. Con cứ uống thoải mái đi. Khi nào mà say á thì ở nhà với bà nội. Chứ con mà như vậy, về thế nào bà ba với mẹ con cũng la. Dạ, vậy lát con gọi điện cho mẹ. Ừ. Vô. 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 Rồi bác sĩ nói ông bị sao? Bác sĩ nói tôi bị thoái hóa khớp giò, nhưng mà chưa có nặng lắm. Cho thuốc gì uống thôi. Bác sĩ dặn đừng đi lại nhiều, đi nhiều giò nó sưng. Biết rồi. Nói mà không chịu nghe. Không ăn vậy đi. Ông lên bờ, nghỉ đi ghe luôn đi. Thằng Tốt nó cũng nói quá trời. Tôi nói với nó để tôi suy nghĩ lại. Nếu lên thì lên luôn, chứ đâu được như bà mà lên phân nửa. Là sao? Còn chèo ghe đi bán này nọ. Ha ha. Vậy thì bắt chước tôi đi. Cất cái nhà trên bờ, rồi lâu lâu nhớ sông nước rồi chèo ghe đi vòng vòng. Vậy tôi phải mua đất tùm lum hết hả? Lên tôi phải lên luôn chứ Tốt, chứ tôi ở đây làm chi? Ờ à, đúng rồi. Ở đây làm chi? Ở đây có gì ba mà chú Tư. Bởi vậy á, chú Tư mới về đây đúng không? Sao? Chứ nếu như mà không á thì chú Tư ở trển với anh Tốt luôn rồi. Chứ về đây suy nghĩ làm gì? Cảm ơn. Bay nha, tối ngày cái chọc tao hoài đi. Biết đâu ổng không nỡ bỏ con dân, bị gì hứa với người ta rồi. Ừ, tôi không nỡ bỏ con dân. Thấy không, nói đâu có sai. Ủa Hải đi đâu mà từ sáng giờ chưa về vậy con? Ừ hết. Dạ, hồi trưa nó có xin con là bữa nay đi sinh nhật bạn đó chú. Vậy hả? Dạ. Ta nói à, ông mới về cho nên ông không có biết. Hôm qua nay thằng Hải á, mắc cái gì bị con Bích bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Rồi nó cứ mê, rồi nó bu ở bên cái nhà đó luôn. Rồi cái con quỷ Bích ha, nó mua đủ thứ đồ cho thằng Hải hết, để lấy lòng thằng nhỏ. Con nít, đứa nào không khoái được cưng chịu. Nhưng mà tôi không nghĩ là con Bích nó tốt với thằng Hải gì đâu. Chắc là nó cố tình đóng kịch để cho thằng Thành với bà Hội coi. Ừ, thì đó, cái con quỷ dịch nó thủ đoạn lắm mà. Ai điện cho con vậy qua? Thằng Hải nói gì? Thôi để con nghe. Nghe con nó nói cái gì? Alo, mẹ nghe nè con. Mẹ ơi, hôm nay con ở nhà nội ngủ nha mẹ. Ủa, sao tự nhiên con lại đòi ở bển? Tại con muốn chơi với nội thôi à. Vậy nha mẹ. Nè Hải. Ủa nó nói gì vậy con? Nó không có về đúng không? Dạ. Thấy không? Nó nói với con là bữa nay nó ngủ ở bên nhà nội. Chắc chắn là cái nhà đó dụ nó rồi. Không có được. Con với dì đi qua bển lôi nó về. Thôi dì, thằng Hải nó cũng lớn rồi, mình làm căng quá thì nó cũng khó chịu. Để ngày mai nó về con nói chuyện lại với nó. Con qua nó nói phải. Tuổi này mình phải mềm mỏng với nó mới được, chứ làm căng quá không có được đâu. Vậy thì bây giờ con phải tính cách đi, phải tách nó ra với cái nhà quỷ quái đó. Chứ sáp sáp như vậy hoài là thấy không ổn đó. Dạ. Trời ơi, đã thằng Phú nó như vậy rồi, rồi tới thằng Bình bánh bao, rồi bây giờ tới thằng Bằng bún bò. Con tìm hiểu kỹ chưa? Chứ để rồi coi chừng giống như mấy thằng kia nữa. Trời ơi, má yên tâm đi. Con đảm bảo với má, ngoài con ra, không có đứa nào mê ổng hết. Trời đất ơi. Má, chị Hai, có chuyện gì chị Hai? Chị với anh Bằng quyết định đám cưới. Lớn tuổi rồi, tranh thủ thôi. Dạ, em thấy anh Bằng cũng được á chị, hiền lành chịu khó.
Ừ, cưới xong ảnh sẽ ở rể. Em với thằng Thành á, coi ngoài công ty có chuyện văn phòng gì hợp với ảnh cho ảnh làm với. Chứ bán bún bò người ta cười thối mặt. Nó có trình độ gì đâu mà biểu nó làm văn phòng. Thì ngồi chơi cho có danh cũng được, rồi tới tháng lãnh lương. Trời, nhà mình thiếu gì tiền, trả công cho ảnh có đáng nhiêu đâu. Mà con không có bị quê. Bích, em thấy thì sao? Dạ được chứ chị. À chị hai, cái miếng đất mặt tiền mà má cho chị đó, em có người quen hỏi mua với giá 10 tỷ, chị hai thấy như sao? Tự nhiên bán chi vậy? Chị để đó, sau này cho con của chị. Trời ơi. Nè con. Dạ. Thằng Minh, thằng Hải dậy chưa? Dạ, thằng Minh nó dậy rồi, con đang cho nó học bài ở trong phòng á. Còn thằng Hải, con thấy nó còn ngủ, nên con cho nó ngủ chút xíu nữa. Ừ, thôi cứ để nó ngủ một chút nữa đi. Chừng nào nó muốn dậy thì nó dậy. Chứ nó dậy rồi nó lại về bên nhà bên đó nữa. Má thì không muốn chút nào ở trơn. Con cũng nói chuyện với nó rồi, con thấy nó cũng thích nhà mình. Ừ. Nhưng mà nó sợ chị Hoa như dì Ba Sa đó má. Trời đất ơi, em khôn lanh vậy mà không lẽ không đấu lại được họ sao? Cách thì em có rồi, nhưng mà phải nhờ tới chị hai. Cách gì? Cách gì? Con tính chừng nào đi bán? Dạ, chắc 2-3 ngày nữa đó chú. Ờ, có gì chú phụ cho. Sắp tới chắc chú không đi ghe nữa đâu, lòng vọng đây thôi. Vậy sao chú không lên bờ ở luôn với dì Ba? Nhỏ này chọc chú hoài. Con nói thiệt mà, mấy chục năm rồi dì Ba đợi chú đó. Chú cũng biết, nhưng thiệt tình già cả hết rồi, chú chỉ muốn làm bạn với bà thôi con. Vậy chú chỉ thương cái gì Út thương thôi hả? Chuyện tình cảm là vậy mà con. Biết là cố chấp nhưng không có bỏ được. Con rút kinh nghiệm, đừng có giống chú nghe. Từ lâu con đã không nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nữa chú. Bây giờ con chỉ mong muốn là nuôi dạy thằng Hải sao cho thành người tốt thôi. Ừ. Quên nữa, để con vô điện coi thằng Hải nó về chưa. Ừ. Có
Con sẽ ở bên nhà nội luôn, con không về nhà nữa. Con nhờ cô hai qua nhận đồ giùm con. Trời ơi, mày đi lẹ lên được không? Ăn cho cố dạ. Cho cái thân đi không nổi à? Dạ, con biết rồi. Mày á, bớt ăn lại đi nghe không? Dạ. Mấy người qua đây làm gì? Qua dọn đồ thằng Hải chứ làm gì? Trời đất ơi, thằng Hải nó nói nó bên nhà tôi luôn rồi, không có về đây nữa. Nè, cô đừng có xạo nha. Nó nói hồi nào? Nó nhắn tin cho con qua rồi đó. Bảy, vô dọn đồ. Nè nè nè, đi đâu đó? Cái lũ này nhắm lại cái lũ này không? Đi vô đi. Cái gì? Nè, tôi muốn gặp thằng Hải nói chuyện rõ ràng. Nếu muốn dọn á thì nó tự về mà dọn, không có ai được dọn đồ thay nó hết. Nó nhắn tin rõ ràng như vậy rồi, có còn làm khó làm dễ nó chi vậy? Bảy, dạ. Cháu đâu? Bà làm cái gì? Bà làm cái gì vậy hả? Cái cô này nha, tôi không nhịn cô à. Bảy. Dạ. Tôi không có muốn làm khó Bảy. Dạ. Tôi sẽ không cho ai dọn đồ thằng Hải hết. Cô hai. Bảy. Bây giờ tôi hỏi mấy người đi mau chưa? Nếu không á, tôi điện công an xuống bắt mấy người đó. Cái tội vô nhà người ta lấy đồ nha. Đúng rồi đó, đi. Ông hù tôi hả? Không có hù. Bây giờ đi chưa? Muốn gì hả? Chú tôi không có hù. Chị đi về đi. Bây giờ tôi sẽ qua gặp thằng Hải nói chuyện rõ ràng. Chị không có quyền dọn đồ của nó. Dì ba sẽ đi với con. Đi về đi. Nhìn cái gì nữa? Rồi bây giờ mấy người chịu đi không? Hay là chờ công an đem xe xuống rước? Bộ tôi sợ mấy người hả? Đi. Dạ. Đi mà. Dạ. Cái con này nó đẹp mà sao nó hung dữ? Bởi vì nó ế là phải lắm. Thằng nào dám lấy nó? Người gì đâu mà giữ thần ôn luôn hả? Giái trời chứ đừng nào lấy nó. Dạ, alo. Tình hình bên đó sao rồi chị? Nó không có cho chị dọn đồ. Nói với cái bà Ba Sa đang qua bên nhà mình đó. Chị cũng chở con Bảy về đây. Điện báo trước cho em tính đó. Em liệu mà tính nghe không? Em biết rồi. Dậy đi con. Hải, dậy đi con, 9 giờ rồi. Dậy ăn sáng nè. Hải. Hải, dậy con. Dậy. Dậy nè. Alo. Chị không có quyền áp đặt thằng Hải như vậy. Nó có quyền tự do của nó chứ. Nhưng nó cũng là con của anh Thành. Tôi với anh Thành chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho nó thôi. Alo. Alo. Chị Hoa. Alo. Chuyện gì vậy dì? Mẹ con gọi cho dì, nói là không cho con qua nhà nội nữa, rồi sẽ bắt con đem trả những món đồ mà dì mua cho con đó. Mẹ con còn chuẩn bị chuyển trường cho con đi chỗ khác học nữa đó. Làm như vậy để bà với dì sẽ không gặp được con nữa. Mẹ thiệt tình luôn á. Con đang học ở đây rất là tốt. Chuyện gì mà chuyện? Con không đi đâu hết đó. Dì có cách này giúp con nè. Cách gì vậy dì? Mẹ con sắp qua đây rồi. Con chỉ cần ra nói với mẹ là con ở nhà nội, không về bên đó nữa. Con nhờ cô hai dọn đồ về giùm con. Rồi con đi vô phòng liền, để dì với bà nội nói chuyện với mẹ. Nếu con còn ở lại đó, thế nào mẹ cũng lôi con về bển thôi à. Dạ. Ngoan.